xin chào tất cả các bác, anh chị cùng toàn thể các bạn nhá. Hiện tại thì Khoa đang có mặt ở trên một chiếc xe khách, xe đò. Nhưng mà ở trên xe nó bình thường thôi, nhưng mà hôm nay là rất là dạt dào cảm xúc, bởi vì là đang trên một chiếc xe đò từ trên Hà Nội về Hải Dương. Để làm gì? Để ăn Tết các bác à. Sau gần 4 năm thì hôm nay mới về quê ăn Tết. Cảm xúc dâng trào lắm, sắp về tới nhà rồi. Bây giờ là nó bồi hồi và tim nó đập cứ tình thịch ấy. Ai xa quê, con thì được về quê ăn Tết thì cũng sẽ hiểu cảm giác này. Hôm nay về quê thì đây, cô hai bún đầu các bác nhá. Nay lần đầu tiên ăn Tết, cũng là lần đầu tiên ăn Tết tại Hải Dương luôn. Đấy, hôm nay đưa về ăn Tết với lại ông bà nội. Rất ngoan nha, lên máy bay gọi là không có khóc, không có gì hết, cứ tủm tỉm cười thôi. Mặt rất hớn, rất háo hức để về ăn Tết đấy. Đây còn 33 nồi bánh chưng thì đây là lần đầu tiên ăn Tết xa nhà nha em. Lần đầu tiên ăn Tết xa mẹ. Còn em thì ăn Tết quá nhiều cái Tết xa bố mẹ rồi. Còn đây bà chị em giờ gục ngã luôn rồi. Đây bà chị em là ngồi đằng sau nhá, bà chị cả của em. Và nói thật là tại sao mà hôm nay là mình được về quê là mình đã nhiều cảm xúc rồi. Nhưng mà một cái nữa cảm xúc hơn là em với lại chị kia là Mạc Thị Khuê, là chị em là 15 năm rồi mới ăn Tết chung với nhau tại nhà, tại quê nhà Hải Dương và tại nhà của bố mẹ thì đúng 15 năm các bác ạ. 15 năm hai chị em mới có dịp được ăn Tết chung ở nhà thì rất là vui. Mặc dù chị đang say xe, đang nằm trên đùi chồng thôi, nhưng mà thật sự chị cũng bất, mặc dù rất say xe bây giờ chồng rất cảm động và rất nhiều cảm xúc luôn. Đấy, mặt phê lắm thôi. Nhưng mà đúng 15 năm các bác ạ. Thôi thì hai chị em mới đúng là về quê ăn Tết như thế này nó vui lắm và nó nhiều cảm xúc lắm. Ở đây ai cũng vậy, đây thằng em mình cháu cũng là từ trong Sài Gòn ra về quê ăn Tết. Thì thôi tất cả gia đình em chúc tất cả mọi người thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe. Chúc mọi người cái Tết an khang thịnh vượng, mọi sự bình an sẽ tới với tất cả mọi người, mọi nhà. Còn năm nay thì hạnh phúc lắm, thấy mấy chị em rồi con rồi vợ sẽ được ăn Tết tại Hải Dương. 34 Hải Dương mãi đỉnh nhá. Ơi chào mọi người.